Hello, hello. Xin chào các bạn. Đây là với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 6 giờ tối giờ Cali. Ở Việt Nam Còn đã bước qua là sáng ngày thứ bảy rồi. Thì hy vọng là các bạn có một cuối tuần vui vẻ. Hôm nay Thuận muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ những thông tin ngắn gọn với các bạn. Video sẽ không có dài lắm đâu. Và chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cuối tuần. Và ngày mai sẽ không có video tại vì Thuận xem thời gian để mà nghỉ ngơi Nhưng mà trước hết thì các bạn thấy là kết thúc ngày thứ sáu Chứng khoán Hoa Kỳ không có sự thay nhiều nhưng mà crypto thì khá là đỏ ngày hôm nay Để Thuận chia sẻ một số chi tiết với các bạn Nhưng mà đầu tiên chúng ta nhìn vào chúng ta nhìn thấy là chỉ số Nasdaq và S&P 500 Thì xuống khoảng chừng là 0.1% không phải xuống nhiều lắm Nhưng mà cả tuần này đã có sự tăng trưởng nhiều rồi các bạn Các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones cũng tăng 0.3% Nói chung đó là sau khi mà có chỉ số phần trăm lạm phát CPI rất là tốt trong tuần này thì chứng khoán vẫn tiếp tục tăng trưởng. Hợp đồng dầu thì sao các bạn? Hợp đồng dầu đó thì hiện giờ tạm ngưng ở mức là khoảng 75 đô cho một thùng dầu. Coi như là chính giữa giữa mức của chúng ta thấy trong vòng nhiều tháng qua các bạn từ mức là 70 tới 80 thì bây giờ đang ở nằm chính giữa các bạn 75 đô. Hợp đồng vàng thì sao các bạn? Hợp đồng vàng đó thì cũng không có sự thay đổi nhiều. Ở mức là 1959 đô cho một ounce vàng. Crypto thì sao các bạn? Crypto đó thì nói riêng về BTC các bạn nhìn thấy được là BTC đã trả trở về cái mức như là trước khi có thông tin liên quan tới XRP ngày hôm qua Chúng ta nhìn chung đó, cả trên crypto thì hôm nay chúng ta thấy có nhiều màu đỏ xuất hiện Nhưng mà nhiều màu đỏ xuất hiện này đó là sau khi đã có rất là nhiều màu xanh xuất hiện ngày hôm qua Nhìn riêng đó, những đồng lớn đó thì các bạn nhìn thấy được là ngoại trừ BTC đã trả về cái mức giá giống như là trước khi có thông tin liên quan tới XRP Ethereum thì vẫn tăng nhẹ các bạn, vẫn tăng là khoảng 3.3%, vẫn hơn 1.900 đô Nhưng mà một số những altcoin khác đó thì vẫn giữ được phần lớn cái sự tăng trưởng Nhất là XRP các bạn, XRP bây giờ đó thì vẫn là 70 cent các bạn Có nghĩa là hôm qua đúng là có lúc đó tăng lên tới khoảng chừng là 87% Nhưng mà hôm nay đó tuy đã giảm xuống nhưng mà các bạn thấy được là vẫn tăng 50% so với cái mức giá mà trước khi có thông tin liên quan tới XRP không phải là chứng khoán những đồng khác đó thì cũng giữ được cái phần trăm tăng trưởng các bạn mặc dù đã xuống ngày hôm nay như là Cardano xuống 9.2 nhưng mà vẫn tăng 14% Solana cũng như vậy các bạn xuống 5% nhưng mà vẫn tăng 27%. Polygon vẫn tăng 18% so với cái mức giá trước khi có thông tin liên quan tới XRP, Avalanche và nhiều đồng khác thì cũng tương tự như vậy. Nhất là Stellar các bạn, Stellar thì đã tăng 35% sau khi mà có cái thông tin liên quan tới XRP không phải là chứng khoán rồi. Tại vì sao các bạn đã biết là có nhiều cái sự giống nhau giữa Stellar và đồng XRP và nhiều người đang nghĩ là nếu như SEC, bang chứng khoán của Hoa Kỳ có thể thành công chứng minh XRP là chứng khoán thì cái đồng kế tiếp họ sẽ tấn công đó chính là Stellar Sau khi mà có thông tin XRP không phải là chứng khoán thì các bạn thấy là Stellar cũng đã tăng rất là nhanh Và tuy hôm nay giảm 8% nhưng mà vẫn tăng 35.8% trăm mình tôi muốn nói đây đó là đúng là khi các bạn nhìn vào cái sự xuống giá ngày hôm nay Thì nhiều bạn cảm thấy không được vui tại vì nhiều bạn kỳ vọng là hôm nay tiếp tục tăng trưởng Nhưng mà thật ra chúng ta thấy là hôm qua đó cái sự sôi động nó rất là cao dẫn đến rất nhiều đồng tăng trưởng Hôm nay đó có một sự điều chỉnh xuống nhưng mà nếu chúng ta không nói tới BTC những đồng altcoin khác đó thì vẫn giữ được một phần tăng trưởng của ngày hôm qua và hôm nay tại sao lại có cái sự xuống giá như vậy thì cũng không có tin tức gì ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả đâu các bạn thậm chí hôm nay đó chúng ta có một số thông tin quan trọng nhưng mà nó cũng không có mang cái tính chất là tin nóng hay gì hết để còn chia sẻ với bạn chi tiết một lát nữa nhưng mà chúng ta đã thấy là ngày hôm qua sau khi mà có thông tin liên quan tới XRP và SEC đó thì chúng ta hãy nhìn vào cái dữ liệu liên quan đến những cái lệnh đòn bẫy bị thanh lý từ coin class các bạn thì tuy là chúng ta nhìn tổng quát đó, thì cũng không có phải là nhiều lệnh đòn bẫy bị thanh lý đâu các bạn thấy được trong vòng 24 giờ qua đó tổng cái số lệnh đòn bẫy bị thanh lý là khoảng gần 200 triệu con số này không có nhiều như bạn đã biết là nhiều đó là khoảng chừng là gần 8 lần 10 lần con số này mới coi là nhiều là nhiều nhưng mà nếu chúng ta nhìn bên dưới này đó thì mỗi một thanh này là một giờ các bạn và màu đỏ nghĩa là những định số bị thanh lý màu xanh lá cây là những định lon bị thanh lý thì ngày hôm qua là cái khúc này các bạn khi mà có thông tin liên quan tới XRP thì các bạn đã biết là rất nhiều những cái định số đã bị thanh lý thời điểm đó trong thời gian khoảng chừng là 4 giờ đồng hồ và ngày hôm nay đó thì ngược lại các bạn chúng ta thấy được là trong vòng khoảng chừng 3 giờ đồng hồ thì có nhiều lệnh long bị thanh lý nói chung đó thì những gì chúng ta chứng kiến là, là không phải là tại vì có tin tức xấu mà trên căn bản đó hôm qua thanh lý short hôm nay thanh lý long cũng không gì là mới mẻ hết các bạn cái bài này chúng ta cũng đã quá thuộc lòng rồi, nhưng mà mọi thứ đều không thay đổi các bạn. Sự thật là cái thông tin mà XRP không phải là chứng khoán và SEC chỉ thắng một phần nhỏ trong điều kiện đó mà thôi là thông tin rất là tốt, không những chỉ riêng cho đồng XRP mà cho cả trên crypto. Những gì thường chia sẻ ngày hôm qua ra thì nó vẫn đúng và nó là nền tảng của tương lai của crypto của các bạn, nhất là ở Hoa Kỳ khi mà nói nó pháp lý. Cho nên những gì xảy ra đó cực kỳ tốt cho thị trường crypto dài hạn. Giá cả ngắn hạn thì luôn sẽ phản ứng theo tâm lý của nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại nhưng mà giá cả dài hạn thì sẽ luôn đi theo giá trị và cung cầu các bạn đối với những gì chúng ta nhận được ngày hôm qua thì thuận tiếp tục có lòng tin đối với thị trường crypto này dài hạn và chúng ta đã thấy hôm qua đã có một số những dân biểu như là chúng ta nói tới thơm em hay là chủ tịch của quỹ ban dịch vụ tài chính hạ viện đó chính là Patrick Henry cũng đã đứng ra chúc mừng Ripple XRP và À, cũng đã chỉ trích SEC. thì hôm nay chúng ta thấy là thượng nghị sĩ Sintheloomis đây là một trong hai người mà đã đưa ra cái dự luật crypto gần đây nói là crypto đó thì phần lớn nên được quản lý bởi CFTC vì đó là một hàng hóa chứ không phải là một chứng khoán và SEC không nên có thẩm quyền đối với thị trường này. thì à, các bạn đã thấy là Sintheloomis cũng đã đưa ra à, một cái lời à, chúc mừng và cũng đã đưa ra một cái lời khen ngợi đối với thẩm phán của dự kiện này ở New York. thì đứng trước cái tình hình này đó câu hỏi mà mọi người đang muốn biết đó chính là SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ có muốn kháng cáo hay là không? tại vì các bạn nên biết đây đó là quyết định đến từ một thẩm phán ở new york thì cái bước kế tiếp nếu như mà sec không phục đó thì có thể kháng cáo lên tới tòa án phúc thẩm hay là tòa án tối cao thì sec có ý định tiến theo một bước nữa hay là không thì điều này đó chúng ta vẫn chưa có biết các bạn ngày hôm nay đó thì trust no đây là một trong những trang web cung cấp tin tức thì cũng đã liên hệ với lại sec và các ngôn viên của SEC đã nói là không muốn bình luận về đề tài này hiện tại Không nói là sẽ hay là không Nhưng mà chỉ nói là không muốn bình luận về đề tài này hiện tại Thì đối với Thuận đó, khả năng này là 50-50 các bạn Thì tại sao 50-50? Tại sao lại không phải là 100% trong khi các bạn thấy là SEC là một trong những đơn vị của chính phủ thì họ cứ đệ đơn kháng cáo lên tòa án cao hơn chứ có gì đâu mà phải sợ thật ra không phải đâu để thông chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn có một số điều đó các bạn cần phải suy nghĩ đến thứ nhất là chi phí đúng là sec là một đơn vị của chính phủ hoa kỳ nhưng mà các bạn nên biết là những đơn vị này là những đơn vị mà sẽ được cung cấp một cái phần tiền một cái phần ngân khố hàng năm và họ sử dụng tiền đó để mà trả tiền nhân viên trả tiền à, hoạt động của đơn vị của họ các bạn đương nhiên những nhân viên những luật sư trong SEC đâu phải làm việc miễn phí đâu các bạn các bạn đã biết là thống kê đến từ công ty Ripple đó thì trong vòng khoảng chừng hai năm rưỡi qua họ đã chi trả khoảng chừng gần 200 triệu đô la cho tiền pháp lý thì đương nhiên luật sư của Ripple đó thì sẽ mất tiền hơn rồi nhưng mà những luật sư của SEC cũng không có rẻ đâu các bạn cho là luật sư của SEC đó chỉ làm với cái lương là khoảng 3 phần tư của lương của luật sư của công ty Ripple à, và nhân viên của SEC thì cũng vậy thì các bạn thấy là chi phí của vụ kiện này đối với SEC đó cũng đã hơn cả trăm triệu rồi có thể lên tới 150 triệu con số không hề nhỏ đâu trong khi mà các bạn nên biết là SEC là đơn vị quản lý thị trường chứng khoán Hoa Kỳ Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ là thị trường chứng khoán lớn nhất ở trên thế giới các bạn Mà crypto đây chỉ là một phần nhỏ của thị trường tài chính bây giờ mà thôi mà SEC Dùng nhiều thời gian, dùng nhiều công sức như vậy cho một phần nhỏ đó thì sẽ dễ dàng bị chỉ trích Tại vì tiền mà SEC có đó thì cốt lõi cũng đến từ người dân đóng tiền thuế thì sử dụng tiền thuế như vậy có hợp lý hay là không? Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì nữa đó là SEC muốn kháng cáo thì đương nhiên là được các bạn nhưng mà muốn kháng cáo thì phải có lý do thì SEC sẽ có lý do gì các bạn nên hiểu đó là đối với lại tất cả những cái sự thật được trình bày giống như là XRP có từ đâu rồi bán bao nhiêu bán khi nào tất cả những cái sự thật đó đó thì cả hai bên đều không có bất cứ một cái sự phàn nàn nào có nghĩa là cả hai bên đồng ý đây là sự thật được chia sẻ bởi tòa án rồi sau khi mà đã xem hết tất cả những sự thật này tòa án đưa ra một quyết định thì các bạn đã thấy là hai bên chưa từng lên tiếng nói là những gì được chia sẻ ở tòa án là không đúng sự thật các bạn tất cả đều đã trình bày hết rồi à, cho nên đó cũng không phải là cái lý do để kháng cáo được rồi cho là SEC nói là cái thẩm phán trong cái vụ kiện này là một thẩm phán mà thiếu kinh nghiệm cho nên không có hiểu rõ được luật chứng khoán thì cái đó cũng khó đúng các bạn cái đó thì thường chỉ áp dụng được cho một thẩm phán mà mới vừa vào nghề mà thôi có nghĩa là vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm để mà xử nhiều vụ án như thế này nhưng mà đối với thẩm phán Torres là một trong những thẩm phán mà đã làm việc trong tòa án New York 10 năm Và trước đó làm việc cũng gần 10 năm một một tòa án khác các bạn Nói chung là một thẩm phán mà cũng đã có nhiều kinh nghiệm rồi Cho nên cái đó cũng không hợp lý đâu Đương nhiên nếu muốn kháng cáo đó thì SEC sẽ có nhiều cái lý do để mà kháng cáo Nhưng mà điều thứ ba mới là quan trọng các bạn Cho là họ không quan tâm đến cái chi phí đi Họ nói họ vẫn còn nhiều chi phí Họ muốn thật sự là tấn công thị crypto này rồi họ sẽ đưa ra một cái lý do đó để mà kháng cáo và tòa phúc thẩm chấp nhận cái sự kháng cáo này bắt đầu là mở một cái cuộc xử khác thì sao các bạn điều mà SEC đó cần phải quan tâm đến nhiều nhất không phải là hai điều mà thường vừa chia sẻ mà điều thứ ba mới là quan trọng các bạn nên hiểu là ở Hoa Kỳ đó nếu như mà tòa án phúc thẩm hay là tòa án tối cao ra quyết định thì quyết định đó sẽ là quyết định cuối cùng và điều quan trọng hơn hết quy định cuối cùng đó không những là áp dụng với cây vụ đó mà những vụ tương tự đó thì những tòa án nhỏ hơn sau này đều phải dựa theo quy định đó để mà ra quyết định xử những vụ tương tự sau này đó là điều mà cực, cực nguy hiểm đối với SEC nếu như mà SEC một lần nữa không chứng minh được XRP là chứng khoán thì sao các bạn thì sau này đó, những cái vụ kiện tụng giống như là bây giờ họ muốn kiện đồng Cardano, đồng Matic thì sao? Những tòa án nhỏ hơn sẽ dựa vào quyết định từ tòa án cao hơn để mà ra quyết định của họ. Và nếu như mà những quyết định đó bất lợi đối với SEC thì SEC sẽ rất là bất lợi sau này. Cho nên đó là một cái nguy hiểm, một cái rủi ro mà Chủ tịch Chancellor phải đưa ra quyết định. Cho nên bây giờ SEC tôi nghĩ là họ phải suy nghĩ cho kỹ trước khi đi bước kế tiếp. Họ muốn kháng cáo, đương nhiên là được, nhưng mà có đáng hay không? Hay là bây giờ họ cứ chấp nhận kết quả như vậy để có con đường sau này các bạn đã thấy được là đối với kết quả như vậy thì họ vẫn còn một con đường tuy là họ không thể chứng minh được XRP là chứng khoán thì sẽ khó khăn hơn sau này khi mà họ muốn chứng minh một đồng nào là chứng khoán nhưng mà ngược lại họ đã thắng một phần đó chính là nếu như mà một đồng nào đó bán ICO thì khả năng rất cao đó là một hoạt động chứng khoán và nếu như mà họ có thể thắng được phần đó với là Ripple thì họ có thể là đi tấn công những cái dự án khác, những dự án mà đã bán ISO trước đây thì có thể là phải đóng phạt. Nhưng mà tới phút cuối đó đóng phạt xong thì sao các bạn? Giả sử như là họ tới rồi họ kiện Cardano Foundation đi rồi sau đó đóng phạt. Rồi sao nữa? Cardano vẫn tiếp tục hoạt động các bạn Chỉ là phải đóng phạt rồi mà thôi Giống như đồng EOS hồi xưa gì đó EOS bán ICO xong rồi bị kiện bị SEC Họ đóng phạt xong rồi họ tiếp tục hoạt động tới bây giờ Đó là ba điều tôi muốn chia sẻ với các bạn Liên quan tới là tại sao SEC đang chần chừ Không ra quyết định là có kháng cáo hay là không thì trước khi mà chúng ta tiếp tục đó, Thuận muốn chia sẻ một cái meme với các bạn Các bạn thấy được là tâm lý của những nhà đầu tư đó thì thay đổi theo giờ luôn chứ nữa thay đổi theo ngày các bạn Và các bạn đã thấy được là con số thì cũng như vậy nhưng mà cái sự khác biệt là tâm lý của những nhà đầu tư Chúng ta cứ quay quẩn qua cái thời điểm là từ 29 tới 30 rồi qua 31 rồi trở lại 30 Các bạn thấy được là mỗi lần như vậy À, thì giá nó cũng như vậy Nhưng mà tâm lý thì thay đổi <laughs> 180 độ rồi các bạn Và dựa theo những gì mà Thuận đọc được trên mạng xã hội đó Hôm nay chúng ta đang nằm ở khúc này các bạn Khúc này là cái khúc mà coi như đã xong rồi à, Và khi mà giá từ 30.000 xuống còn 29 á, Thì sẽ coi như là tất cả sụp đổ Đóng hết thì không cần phải quan tâm đến crypto nữa Sau đó giá trở về 30 Thì đó là chúng ta đã trở lại Và giá lên 31 đó thì chúng ta cực kỳ hân vấn Rồi sau đó từ 31 trở về 30 Thì nói là tất cả đã xong rồi cứ như vậy hoài các bạn Và Thuần cũng muốn chia sẻ một cái khái niệm à, Khái niệm này Thuần đã từng nói tới trong một cái video gần đây Nhưng mà Khi các bạn đầu tư đó, nhất đầu tư dài hạn Thì ở trong thị trường chứng khoán đó muốn biết được lợi nhuận Của một cổ phiếu có tốt hay không so với rủi ro đó thì trong thị trường cổ phiếu Người ta so sánh phần trăm lợi nhuận đó với công trái phiếu Hoa Kỳ Tại vì công trái phiếu Hoa Kỳ đó là cái loại đầu tư mà an toàn nhất trên thế giới hiện tại Vì lý do đơn giản là chính phủ Hoa Kỳ chưa bao giờ vỡ nợ thì người ta sẽ so sánh giống như là công trái phiếu Hoa Kỳ là có lãi bây giờ là khoảng hơn 5% Nếu như mà các bạn chấp nhận đầu tư giả sử như là vào một công ty nào đó mà các bạn có thể là ước tính cái phần lãi các bạn có từ đầu tư đó là khoảng chừng 8% một năm thì có nghĩa là các bạn trừ ra 5% từ công trái phiếu đó cái lãi thực sự các bạn chỉ có 3% mà thôi và câu hỏi đó là có đáng hay là không nếu như mà 3% đó mà phải chấp nhận rất nhiều rủi ro thì sẽ không đáng Cái đó là cái sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận Nếu như mà một mảng đầu tư nào đó mà chỉ có lãi có 5% mà thôi Thì nhiều người sẽ cho là mảng, mảng đầu tư đó cực kỳ xấu Tại vì sao? Tại vì nếu như vậy thì đầu tư công trái phiếu cho rồi nó đơn giản hơn Trong thị trường crypto này đó, thì chúng ta nên có thói quen so sánh phần trăm lợi nhuận của all coins So với BTC trong một thời gian dài crypto thì nó khác với các bạn tại vì crypto vẫn là một cái thị trường nhỏ đang từ từ hình thành à, cho nên vì lý do đó đó cái phần trăm di chuyển nó cũng rất là cao nhưng mà cái phần này cũng đúng một phần nhỏ mà thôi tại vì các bạn đã thấy gần đây đó chúng ta nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ thì nhảy múa cũng không thua gì crypto hơn các bạn nhưng Covid công nghệ có thể là tăng trưởng 20 30 phần trăm còn nhiều hơn cả altcoin nữa nhưng mà cái thằng muốn nói đây đó là như thế này khi mà chúng ta đầu tư đó thì các bạn nên nghĩ đến là BTC trong thị trường này đã được xem như đồng an toàn nhất trong crypto nếu như mà cái lợi nhuận của con các bạn lưu trữ mà không bao nhiêu hay là không bằng BTC thì thật ra nếu các bạn chỉ đầu tư vì lợi nhuận thì không lý do gì mà các bạn lưu trữ O con đó mà không lưu trữ BTC. Nếu như mà cái O đó các bạn lưu trữ mà có phần trăm lợi nhuận nhiều hơn là BTC thì cái sự khác biệt đó là bao nhiêu và các bạn sẽ nghĩ đến là đối với BTC thì các bạn uh, sẽ chấp nhận rủi ro nào và đối với lại all coin đó các bạn chấp nhận thêm những rủi ro nào nữa và cái phần thêm rủi ro đó có xứng đáng với cái phần lợi nhuận mà các bạn nghĩ sẽ có hay không đó là quyết định của mỗi người mà thôi các bạn nhưng mà điều quan trọng hơn trong thị trường crypto này đó tại vì nó quá mới các bạn những all coin đó có thể là nhanh chóng trong thời gian ngắn từ con số cực kỳ nhỏ trở thành một dự án mà có thể có cả tỷ đô la vốn hóa thì nhiều người chỉ nhìn vào cái đó và nghĩ là đương nhiên BTC không thể nào so sánh được rồi Cái các bạn cần nên hiểu đó là chúng ta nên so sánh một thời gian dài Nhất là so sánh ít nhất là 5 năm, 6 năm Thì nếu như mà các bạn nhìn thấy được là giá của BTC trong những chu kỳ 5 năm, 6 năm lợi nhuận Rồi chúng ta thấy lợi nhuận năm nay so với năm sau, năm tới nữa nó sẽ là một cái lợi nhuận kép Thì trong một cái thời gian dài hạn hơn lợi nhuận của BTC khoảng chừng là trong 5 năm là bao nhiêu 6 năm là bao nhiêu hay là 3 4 năm qua là bao nhiêu so với lại lợi nhuận của một altcoin trong thời gian đó sẽ là bao nhiêu thì các bạn có thể đưa ra cái quyết định cho bản thân của mình. Đây là một cái gợi ý mà thôi và đây cũng là một trong những cách mà thường rất là thích làm các bạn và thường rất là thích xem biểu đồ của những cái altcoin khi mà chúng ta tính theo giá của BTC chứ không phải tính theo giá của đô la. Ngoài trừ điều đó ra thì các bạn thấy được chúng ta cũng có một số những cái thông tin nổi bật như là chúng ta nói tới là ở Indo thì Indo đó đã quyết định là họ sẽ có một cái sàn giao dịch được quản lý bởi quốc gia và các bạn thấy được dựa theo cái tài liệu này từ Contagrat thì cái sàn đó sẽ bắt đầu vào tháng này các bạn tháng 7 năm 2023. Bây giờ đã là người 14 rồi các bạn. Thì có nghĩa là khoảng chừng 2 tuần nữa là sẽ có cái sàn này Nhưng mà sàn này đó họ đã nghĩ đến từ tháng 12 của năm ngoái Nhưng mà vì cái thị trường không được ổn cho nên họ dời lại tháng 6 Bây giờ đó là họ dời lại tháng 7 rồi tháng này Và các bạn đã biết là Binance thì cũng đã từng đến Indo và cũng đã từng có một cái sự hợp tác Với là một cái công ty điện tính Indo để tạo ra một sàn quốc gia thì đây cũng là một cái cách hoạt động của một quốc gia các bạn. Thực ra mỗi quốc gia bây giờ thường cảm thấy họ lựa chọn hoạt động thì có cái phần khác nhau. Tuy là nhiều quốc gia bây giờ ủng hộ crypto nhưng mà họ ủng hộ theo những cách khác nhau. Giống như chúng ta nói tới những cái quốc gia như là Canada thì ở Canada đương nhiên sẽ không có một cái sàn quốc gia rồi. Nhưng mà các bạn thấy được là Canada thì họ chỉ nói là miễn là một công ty nào đó theo luật của Canada thì cứ hoạt động ở Canada và chính phủ không có can thiệp vào giống như là đồng nào được giao dịch vân vân. Nhưng mà ngược lại đó thì thì các bạn thấy được là những quốc gia như là chúng ta nói tới indo mới đây thì quốc gia này thì muốn có một sàn giao dịch của quốc gia Có nghĩa là họ muốn quản lý cái sàn đó Và người dân sẽ trade trên cái sàn đó Và chúng ta sẽ thấy được à, Có những nơi như là Hồng Kông đó Thì à, Hồng Kông không có đưa ra một sàn của Hồng Kông Mọi người phải giao dịch Thì những công ty tư nhân có thể là có sàn ở đó Để mà phát triển Nhưng mà lại có sự hạn chế là đồng nào sẽ được lên những sàn đó Chúng ta thấy được là mỗi quốc gia hầu như sẽ có một cách Để mà quản lý thị trường crypto này khác nhau Không biết là trong thời gian dài hạn đó Cách nào mới thực sự là cách tốt nhất nhưng mà thực thì cho các bạn biết là ở Hoa Kỳ đó, thì nếu nó tới có một sàn giao dịch quốc gia thì điều đó hoàn toàn là không thể. À, nhưng mà về luật đó, thì có thể hoàn toàn sẽ có trong thời gian ngắn tới đây. Luật đó là như thế nào? Thì cho tới bây giờ chúng ta chỉ thấy những cái dự luật đến từ những người ủng hộ crypto giống như là thường nghị xin Lumus thì những luật đó thực sự đương nhiên à, nó sẽ cắt cao hơn là bây giờ bây giờ thì cái luật đó rất là lỏng lẻo các bạn nhưng mà khi mà có luật rồi thì sẽ có nhiều sự giắt giao hơn nhưng mà những dự luật đó đều cũng có thể là cái mà cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của crypto ở Hoa Kỳ